Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, mới đây, Chủ tịch Kim Chân Un đã chỉ đạo cuộc diễn tập pháo binh của quân đội nhân dân Triều Tiên. Cuộc tập trận này diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khi Mỹ và Hàn Quốc triển khai cuộc tập trận thường niên mang tên Lá chắn tự do. Đáng chú ý, trong cuộc diễn tập, Triều Tiên đã hé lộ hàng loạt hệ thống pháo tầm xa, loại vũ khí có thể tấn công đến thủ đô Hàn Quốc với sức mạnh không thể ngăn cản và gây ra hàng ngàn thương vong. Vừa qua, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên gọi Lá chắn tự do. Đây cũng là lần tập trận chung thứ hai giữa hai nước kể từ đầu năm nay. Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày này sẽ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận mang tên Lá chắn tự do là cuộc tập trận chung thường niên giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc, diễn tập chỉ huy mô phỏng tình trạng khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên qua máy tính, bao gồm các nội dung huấn luyện thực địa và các hoạt động diễn tập khác. Hoạt động tập trận diễn ra trên bộ, trên biển, trên không, không gian mạng và không gian, dựa trên kịch bản phản ánh các mối đe dọa an ninh. Mục tiêu của cuộc tập trận này nhằm tăng cường thế trận phòng thủ chung, khả năng tương tác cũng như khả năng phối hợp hoạt động của liên minh Mỹ và Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng leo thang. Các quan chức quân sự Mỹ và Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, cuộc tập trận sẽ mang tính cứng rắn và thực tế, dựa trên các kịch bản phản ánh bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh và xung đột gần đây. Cuộc tập trận dự kiến sẽ bao gồm 48 nội dung huấn luyện cơ động thực địa, nhiều gấp đôi so với cuộc tập trận diễn ra vào mùa xuân năm ngoái, bao gồm ném bom, bắn đạn thật và đánh chặn tên lửa hành trình. Trước động thái này, KCNA đưa tin Bình Nhưỡng lên án cuộc tập trận mang tính thách thức và liều lĩnh, cảnh báo rằng các lực lượng Triều Tiên sẽ giám sát những hành động phiêu lưu, đồng thời triển khai hoạt động quân sự có trách nhiệm để kiểm soát tình hình an ninh bất ổn. Nhằm đáp trả hành động của Hàn Quốc và Mỹ, ngày 7 tháng 3, Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận thứ hai trong tuần này. Đài KCNA cho biết, cuộc diễn tập pháo binh được thực hiện hôm 7 tháng 3, có sự tham gia của các đơn vị gần giới tuyến Triều Tiên và Hàn Quốc với tầm bắn đến thủ đô của đối phương, đề cập đến thủ đô Seoul gần 10 triệu dân. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cả hai cuộc tập trận. Theo những bức ảnh được báo chí nhà nước đăng tải, ngày 8 tháng 3, KCNA đăng bài viết nói rằng cuộc tập trận pháo binh gửi một thông điệp đến Hàn Quốc. KCNA viết, cuộc tập trận bắt đầu với màn thể hiện năng lực tấn công bằng pháo tầm xa ở khu vực gần biên giới đặt thủ đô của đối phương trong tầm bắn và thực hiện các nhiệm vụ quân sự nhằm nâng cao năng lực dân đe giao tranh. Bài báo viết, ông Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị huy động lực lượng chiến đấu thường xuyên để tất cả các đơn vị pháo binh có thể chủ động tấn công nhanh chóng và mạnh mẽ khi bước vào một cuộc xung đột thực sự. Các hệ thống pháo binh của Triều Tiên gây chú ý trong những tuần gần đây, khi Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đang hỗ trợ vũ khí cho lực lượng Nga chiến đấu ở Ukraine. Theo các chuyên gia, các cuộc tấn công bằng pháo binh gần như không thể phòng thủ được. theo tờ Financial Times của Anh. Khả năng Ukraine được chấp thuận cấp tư cách thành viên EU đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về tương lai của toàn bộ Liên minh châu Âu. Hiện tại, các quan chức EU ghi nhận những tiến bộ mà Kiev đã được trên đường gia nhập Liên minh châu Âu. Điều này có nghĩa là các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine có thể hoàn thiện trong tương lai gần. Nhưng như nhiều nhận định, việc Kiev gia nhập EU sẽ trở thành một thảm họa thực sự. Với tư cách thành viên EU của Ukraine cũng bị nhận xét sẽ tạo ra gánh nặng lớn đối với hệ thống tài chính của Liên minh châu Âu và cũng có thể gây ảnh hưởng rất khó lường đến tình hình chính trị và xã hội ở nhiều quốc gia trong khu vực. Động lực thúc đẩy Ukraine gia nhập EU rõ ràng rất lớn. Họ là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu với thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng 1 phần 10 mức trung bình và chưa bằng một nửa so với thành viên đội sổ của EU là Bulgaria. Ukraine hiện có nhu cầu tái thiết cơ sở hạ tầng bị tàn phá bởi chiến tranh. Không chỉ có vậy, ngành nông nghiệp của họ cũng đột nhiên đủ điều kiện nhận trợ cấp của EU nếu Kiev được cấp tư cách thành viên. Trước đó, hồi cuối năm 2023, Liên minh châu Âu đã có những cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu EU với Ukraine. Đây vốn được cho là một dấu hiệu ủng hộ mạnh mẽ của EU đối với Ukraine trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn dậm chân tại chỗ và sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine có phần suy giảm. Tuy gặp nhiều thất bại trên chiến trường, nhưng Ukraine vẫn tin vào viễn cảnh về một Ukraine trong tương lai với tư cách là một quốc gia châu Âu thịnh vượng và dân chủ. EU là cơ hội duy nhất của Ukraine. Nếu bỏ lỡ cơ hội EU, sẽ không chỉ phải chịu trách nhiệm mà còn phải chịu gánh nặng với những tác động địa chính trị to lớn của thất bại này. Theo cuộc thăm dò ý kiến mới được thực hiện bởi hội đồng quan hệ quốc tế châu Âu (ECFR), đại đa số người dân châu Âu vẫn đang nghi ngờ và lo lắng về việc Ukraine gia nhập có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia cũng như không đem lại lợi ích nào về mặt kinh tế. Đối với họ, việc gia nhập của Ukraine không phải là một khoản đầu tư khôn ngoan cho tương lai của EU. Việc Ukraine đã được sự đồng thuận mở ra các cuộc đàm phán gia nhập EU chỉ là bước khởi đầu. Quyết định này chỉ mang tính nguyên tắc một tín hiệu ủng hộ của EU và không có nhiều ý nghĩa thực tế, nhất là khi Ukraine mới nộp đơn gia nhập EU vào năm ngoái. Hơn nữa, việc kết nạp Ukraine có khả năng đe dọa sinh kế của nông dân một số nước thành viên, những người sẽ phải đối mặt với nguy cơ không thể cạnh tranh được với sản phẩm rẻ hơn từ các đối tác Ukraine. Và việc Kyiv gia nhập EU sẽ khiến trợ cấp nông nghiệp cho các nước thành viên hiện tại bị cắt giảm 20%, thế nên EU phải tiến hành các cuộc cải cách của mình trước khi có thể tính đến việc kết nạp Ukraine hay bất kỳ một quốc gia nào khác. Thời gian gần đây, không quân Nga tăng cường hoạt động sử dụng bom hạng nặng, bom không điều khiển FAB với mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát UMPC để đánh phá công sự và nhân lực của quân đội Ukraine trên chiến trường. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, nhờ các mô đun này, lực lượng Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác trong khi máy bay vẫn ở khoảng cách an toàn với tiền tuyến. Video mới của quân đội Nga cho thấy, quá trình Subatu tác chiến đem bom xuống mục tiêu phá hủy cụm công sự Ukraine cùng binh lính bên trong ở gần Karash-Niliman, tỉnh Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổ lái Su-34 đã tấn công mục tiêu bằng các quả bom FAB-500 có sức công phá cực mạnh. Trong video, máy bay Nga Su-34 xuất kích từ sân bay, trao lượn trên bầu trời rồi thả các quả bom FAB-500. Những trái bom này sau đó xoay cánh và rơi trong không gian xuống mục tiêu Ukraine. Sau khi nhận được thông tin xác nhận từ bộ phận trinh sát rằng mục tiêu đã bị vô hiệu hóa, tổ lái đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay. Su-34 mang biệt danh Thú Mỏ Vịt là một máy bay hai động cơ, siêu thanh, hoạt động được trong nhiều điều kiện thời tiết. Máy bay do hãng Su Khôi của Nga chế tạo, với kiếp lái gồm hai người. Su-34 được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại, đạn dẫn đường chính xác và khoang bom lớn, đây được xem là vũ khí uy lực và cơ động trong tác chiến hiện đại. Các cuộc tấn công có độ chính xác cao của bom hạng nặng F-3B vào nhiều vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine đã được ghi lại và công khai là một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đang hoạt động tấn công tích cực trên mọi hướng, dựa vào sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đơn vị pháo binh và hàng không. Các video được quay theo hướng Zaporizhia và Nam Donetsk cho thấy rõ sự hiệu quả của các cuộc tấn công kiểu này. Hình ảnh ghi lại cho thấy cách bốn quả bom ném chính xác vào các mục tiêu trong vành đai rừng. Theo AVP, Bộ Chỉ huy Quân sự Ukraine và binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine thường xuyên bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công lớn của hàng không Nga, trong đó có việc sử dụng bom nổ mạnh. Ngày 8 tháng 3, thông tin máy bay không người lái Nga tấn công các trung tâm liên lạc và sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã được truyền thông đăng tải. Theo AVP, trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt, các máy bay chiến đấu của nhóm phía Tây đã đạt được thành công đáng kể, phá hủy các mục tiêu của Ukraine ở nhiều hướng khác nhau. Máy bay không người lái trinh sát Zala được sử dụng trong chiến dịch này. Zala giúp xác định chính xác tọa độ của vật thể và hướng máy bay không người lái cảm tử lan xét tấn công mục tiêu. Ngoài những hành động thành công ở vùng Dnepr, tình hình ở hướng Donetsk vẫn căng thẳng. Quân đội Ukraine tiếp tục pháo kích vào các khu định cư của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Trong 14 giờ qua, 47 cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đã được ghi nhận. Hiện tại, ở hướng Atemovsky và Zaporizhia, quân đội Nga cũng đang tiếp tục triển khai các cuộc tấn công. Các cuộc đụng độ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Chasovza và gần Urohaini. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Latvia kêu gọi những công dân nước này ở Nga hãy thận trọng và tránh tụ tập đông người do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Moscow trong vòng 48 giờ tới. Thông báo được đưa ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra trong vòng 48 giờ tới. Trước đó một ngày, Đại sứ quán Mỹ cho biết họ đang theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow. Sau cảnh báo, Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo tương tự khuyến nghị công dân Anh không nên đến Nga vì lý do rủi ro và mối đe dọa khủng bố. Tương tự là Đức cũng kêu gọi công dân của mình và những người có hai quốc tịch không đến Nga trong thời gian tới. Đồng thời tuyên bố trên trang web của chính phủ rằng Đại sứ quán Đức tại Moscow và Tổng lãnh sự quán tại Saint Petersburg sẽ đóng cửa vào ngày 8 tháng 3 năm 2024. Estonia hôm qua cũng đã yêu cầu công dân của mình cẩn thận hơn bình thường và tránh các cuộc tụ tập nơi công cộng do mối đe dọa khủng bố. Trước đó, đại sứ quán Mỹ đã phát một tuyên bố trên trang web đầu giờ sáng ngày 8 tháng 3, giờ Moscow có nội dung: Đại sứ quán đang theo dõi các thông tin rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch tấn công các cuộc tụ tập đông người ở Moscow, trong đó có cả các buổi hòa nhạc. Đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ tránh các cuộc tụ tập đông người trong 48 giờ tới. Đại sứ quán Mỹ cũng kêu gọi người Mỹ luôn cảnh giác và theo dõi các phương tiện truyền thông Nga để biết thông tin cập nhật. Đại sứ quán Mỹ không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về cảnh báo này. Chính quyền Nga chưa bình luận về khuyến cáo này. Cảnh báo được đưa ra vài giờ sau khi cơ quan an ninh liên bang Nga FSB thông báo đã chặn âm mưu tấn công của một nhóm thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo IS tự xưng nhằm vào một giáo đường do Thái ở Moscow. Theo FSB, một nhóm của IS đang hoạt động ở vùng Kaluga của Nga. Nhóm này thuộc IS ISK hay IS Khorasan, nhánh của IS tại Afghanistan. IS ISK lần đầu xuất hiện ở miền đông Afghanistan vào cuối năm 2014 và khét tiếng về độ tàn bạo. FSB cho biết Nhóm cực đoan này đang chuẩn bị dùng súng tấn công các giáo đường Do Thái ở Moscow, các thành viên của nhóm đã bị bắn hạ khi chống trả đặc nhiệm Nga. FSB cho biết thêm, vũ khí, đạn cùng một số thiết bị dùng làm bom tự chế của nhóm này đã bị tịch thu. Trong một diễn biến liên quan, ngày mùng 7 tháng 3, Bộ ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ Lin Chelsea, yêu cầu đại sứ quán Mỹ cắt đứt mọi quan hệ với ba tổ chức phi chính phủ do Mỹ tài trợ mà hoạt động gần đây đã bị cấm ở Nga. Cụ thể, Bộ ngoại giao Nga đã trao công hàm phản đối cho đại sứ Mỹ qua đó yêu cầu ngừng hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ của Mỹ, gồm Hội đồng Giáo dục Quốc tế Mỹ, Quan điểm Văn hóa và Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ, đồng thời cảnh báo nếu vẫn tiếp tục thì Moscow sẽ coi đó là hành động vi phạm luật pháp Nga. Bộ ngoại giao Nga cũng yêu cầu đại sứ quán Mỹ xóa khỏi trang web và mạng xã hội danh sách các tổ chức phi chính phủ không được hoan nghênh. Bộ ngoại giao Nga còn cảnh báo trục xuất nhân viên đại sứ quán Mỹ nào tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga. Bộ này nêu rõ, ý đồ can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga bao gồm thông qua các hành động lật đổ và truyền bá thông tin sai sự thật trong bối cảnh bầu cử và chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ bị ngăn chặn một cách kiên quyết và dứt khoát